Dạ, xin được cảm ơn những tình cảm và những tâm huyết mà anh đã dành cho học trò của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần đánh giá nhận xét từ ban giám khảo. Trước tiên, xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cảm ơn Lâm. Chào con. Hôm nay cô Bạch thấy là tổ mỉm cười với con. Là bởi vì đó là huấn luyện viên của con đã chọn một cái trích đoạn rất đẹp. Và chúc mừng con với lại cái mà biểu diễn cái trích đoạn đó với một cái lòng yêu nước nồng nàn. Và với một bạn trẻ đến với cải lương trong một tuần lễ mà bạn vừa diễn xuất, vừa trúng nhịp và vừa ca thì phải nói rằng rất là đáng khích lệ. Và điều này rất mừng cho nghệ thuật cải lương dân tộc của mình. Có điều là có vẻ như là cái câu vô dòng cổ của con hôm nay nó không có được khỏe như tuần rồi. Có đúng không con? Mà như vậy thì phải để cho mọi người phán xét mình, phải không con? Tuy nhiên, đẹp, diễn xuất rất là tốt, làm tròn cái nhân vật của con yêu cầu. Đồng thời có một cái trích đoạn rất là thích hợp với con. Còn cái bài ca này thì có thể nói rằng chắc có lẽ bạn nào cũng có một cái sự e dè cầm bài ca mà phải ca cho trúng nhịp và phải đúng với văn học thì con chọn một cái cách an toàn. Thì như vậy đó là cái bài ca của con đó rất an toàn. Cảm ơn con nhiều lắm. Xin được cảm ơn những lời nhận xét hết sức quý báu của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Và sau đây xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chào Diễm. Bữa nay thật sự là em có một cái vai diễn ấn tượng đó. Ra sân khấu, ra một nhân vật công chúa rất là đẹp. Và như cô ba nói thì bữa nay đó là cái giọng của em nó không phong độ như giọng rồi. Mà chị Mỹ thấy là mấy cái câu đầu mà để bắt đầu vô giọng cổ là em hơi bị sượng rồi. Cho nên em hơi bị phân tâm phải không? Chị Mỹ thấy hơi bị sượng ở chỗ đó. Và làm cho em vô giọng cổ nó không được đầy hơi như mà em mong muốn. Rồi cái xăm lưa, xăm thương á, Lý Xăm Thương, những cái chữ cuối của em á, nó không được đầy hơi lắm, nó tròn thôi chứ nó chưa đẹp. Ca diễn rất là tốt, diễn có cảm xúc, có chiều sâu. Phải nói là diễn có một tuần thôi mà em đã diễn rất tốt như vậy, chị Mỹ chúc mừng em. Và với cái bài thi ca cổ này đó, bài thi ca cổ này á, thì theo chị Mỹ đó, nếu như mà em chọn với cách mà kỹ thuật biểu diễn hơn một chút nữa thì em sẽ có một cái điểm rất là cao, tuyệt đối hơn nữa. Tại vì á, trong cái câu hò đầu tiên của em là hò Đồng Tháp. Có cái câu văn đó nói về hò Đồng Tháp. Nhưng nếu em xử lý hò Đồng Tháp cái khúc đầu để cái qua cái câu 2 thì em hò thường trở lại thì nó sẽ có hai cái hò khác nhau thì sẽ hấp dẫn cho cái bài thi của em hơn. Tuy nhiên là bài thi của em đã được an toàn và em đã ca, đã diễn nhịp nhàng đồ chuẩn. Chị Mỹ xin chúc mừng em. Xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá nhận xét từ giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kim Tử Long xin kính chào tất cả quý khán giả cùng quý đại biểu. Hôm nay thì Diễm rất là đẹp. Em hát cái trích đoạn á, thì mới vào em hát cái bài giả khúc á, thì anh thấy em hình như là em bị đàm lên. Nhưng em vô giọng cổ thì tốt. Đến cái bài ca cổ mà bài dự thi riêng á, thì em vô giọng cổ rất là tốt. Đây là một thí sinh mà Lâm nghĩ rằng đã vượt qua rất rất là nhiều khó khăn để bước vào tới vòng chung kết 3 này, dùng cái chất tư này chứ. Anh chúc mừng em. Hy vọng rằng với lại cái tài nghệ của anh Phúc sẽ làm cho em có được một cái tỏa sáng trong ngày tối hôm nay. Trước tiên là anh chúc mừng em đã thành công trong cái bài thi này. Hy vọng rằng điểm số của em sẽ là một điểm số cao. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ thì xin mời Ngọc Trinh, bạn sẽ lắng nghe những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho mình. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời phần nhận xét đầu tiên của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kim Tử Long xin chào Phượng Loan. Trinh ơi, hôm nay em rất là đẹp, rất là sáng.
em ra vai nó hợp với vai em lắm. Và em ca trong cái trích đoạn vừa rồi cũng rất là tốt. Anh đánh giá rất là cao về cái trích đoạn của em vừa rồi. Nhưng mà cái bài bốc thăm này đó, thì em bị một cái lỗi. Chắc có lẽ là em lần đầu em cầm bài hát em ca đó, em bị áp lực quá. Sau khi có hò nhất của câu 2 á, thì em nghe đờn không kỹ. Đúng không? Em bị chệch choạng. Lúc mà anh hoàn thành đờn là anh nghe là em, anh chắc chắn là em rớt liền. Nó rớt khoảng chưa được nửa nhịp. Nhưng mà như vậy là không tốt. Trong bài ca giọng gỗ vừa rồi đó, chúng ta phải nhớ một điều là giọng hát hôm nay dù cho có tỏa sáng cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà nếu mà mình bị như vậy đó thì nó cũng làm cho cái số điểm mình sẽ mất đi rất là nhiều. Nhưng làm người ta thường nói một câu là học tài thi mạng mà. Hôm nay thì em đã làm hoàn thành tốt cái trích đoạn của em, anh đã rất rất cao. Nhưng mà anh hy vọng rằng số điểm của hai vị ban giám khảo ngồi kế bên anh sẽ có một cái gì thay đổi cho em hay không. Nhưng mà anh hy vọng rằng đó là những gì mà anh góp ý với em ngày hôm nay, hãy nhớ một điều. Khi chúng ta đứng lên sân khấu rồi đó, thì tất cả xung quanh chúng ta không màng đến nữa. Mà chúng ta phải nhớ nhập tâm vào bài hát và nhân vật của mình. Chứ lúc đó không còn là Ngọc Trinh nữa. Mà hôm nay em đã bị một cái kẽ hở, đó là em vẫn còn tư tưởng em đang đứng cầm bài ca. Vì vậy cho nên em mới bị chệch choạng như vậy. Thôi thì anh chúc mừng em, hãy cố gắng lên vượt qua thử thách này nha. Chúc mừng em. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời phần nhận xét của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cảm ơn bạn. Nè con, bây giờ bắt con cúi xuống đi, quýnh con một roi đúng không? Làm sao bây giờ? Những cái lúc mà ngồi ở đây mà chứng kiến mấy đứa con như vậy đó, thì cô lại càng tin vào cái tâm linh. Trước khi ra hát cô cũng tổ không vậy? Có mà chắc không được thành tâm lắm mà. Chắc lo học tuồng hả? Tức là trước nhất là phải nói rằng thương mấy đứa con vô cùng. Trong một tuần mà học tuồng mới, rồi lại phải diễn, rồi lại phải ca, rồi phải nhịp, mà phải nhớ nội dung, rồi nhớ cái hồn của cái nhân vật nữa. Cho nên cái sự mà con rớt á, của cái bài ca này, ban giám khảo không ngạc nhiên và rất thương con. Mong rằng con có một cái dịp mai. Ông bà mình thường nói học tài thi mạng mà đúng không? Bây giờ không thể nói chúc mừng con, mà cũng không biết nói sao với con nữa. Quá thương con. Cảm ơn con. Xin được trân trọng cảm ơn những sự chia sẻ động viên của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết dành cho thí sinh. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Chị chào em. Tự nhiên cảm thấy buồn. Đang ca hay, đang ca ngọt ngào quá trời luôn, bỗng dưng thiếu bình tĩnh một chút xíu. Uổng quá, tiếc lắm. Nhưng mà cái phần trích đoạn đầu của em thì em rất là xuất sắc. Từ ca, diễn, em rất là tinh tế, biết diễn tưởng tượng. Và nói chung là diễn có cảm xúc, nó rất là hay. Và vô giọng cổ thật là xuất sắc. Và trong lòng câu từ ca xế sản gì em cũng ca rất là hay. Bước qua cái bài ca cổ này đó, thì em vẫn ca ngọt ngào với cái giọng của em. Ca có tình cảm lắm. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, khi mà thì chị Mỹ cũng không biết nói gì sao, cười không nổi luôn. Rất là buồn. Thôi thì học tài thi mạng ha. Cố gắng. Chị Mỹ xin chia buồn với em với cái rất nghiệp của em nha. Và chúc mừng em với những gì mà em đã làm sáng tỏa trong phần trích đoạn, phần thi của em. Chị Mỹ xin chúc mừng em.
Xin được trân trọng cảm ơn những lời nhận xét góp ý của ban giám khảo chuyên môn. Và chắc chắn là ban giám khảo thì luôn đặt kỳ vọng cao đối với các bạn thí sinh. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể chia sẻ, bởi vì các bạn ở phần thi thứ hai này có một khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị. Và Lâm cũng tin chắc rằng đây sẽ là những kỷ niệm đẹp đáng nhớ khi lần đầu tiên chị đồng hành cùng với cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ trong vai trò là huấn luyện viên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần đánh giá nhận xét từ ban giám khảo. Trước tiên xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Thoại Mỹ xin kính chào ban tổ chức và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Chào chị Thanh Hằng, huấn luyện viên của em Hồng Nhi. Bữa nay phải nói là ba bạn, bạn nào ra cũng rực rỡ, cũng tỏa sáng hết. Chị Mỹ xin nói trước cái bài ca cổ của em. Bữa nay cái bài ca cổ em ca xuất sắc. Ca kỹ thuật, luyến lái và biết tìm cách để mà mình lấy điểm. Và ca thấy rất là tự tin, giọng rất khỏe, rất là phong độ, nhịp nhàng vững chắc. Chị Mỹ chúc mừng em trong bài ca cổ. Nhưng riêng trích đoạn hồi nãy thì em xin cảm ơn chị Thanh Hằng và em Duy Hòa đã hỗ trợ cho Hồng Nhi để Hồng Nhi có một trích đoạn và một cái vai diễn rất là ấn tượng. Khi mà em diễn trích đoạn đó, em vô cái bài Phụng Hoàng rất tuyệt vời, đến vô giọng cổ cũng rất là xuất sắc luôn. Chưa kịp thỏa lòng thì cái hò thứ hai em lại rớt nhịp rồi. Thì cái đó rất là đáng buồn. Và chị Mỹ cũng như là cô Ba và anh Long cũng rất thông cảm cho các em. Trong vòng một tuần mà các em phải chịu áp lực, nào là tập tuồng, rồi phải diễn như thế nào, ca như thế nào, rồi phải bốc thăm cái bài ca cổ, phải xử lý như thế nào, cho nên là biết được cái áp lực của tụi em. Nhưng mà như Trinh hồi nãy, học tài thi mạng mà chị Mỹ biết làm sao bây giờ. Cả ba giám khảo, khi bạn chị đang cầm bút, chị phải rớt bút xuống luôn. Đang xuống giọng cổ quá hay. Cái vế hai thiệt làm mất uổng quá. Nhưng mà chị Mỹ cũng chúc mừng em với cái vai Bùi Thị Xuân. Lần đầu tiên em vào cái vai nữ tướng này, rồi phục trang đồ gắn vô cho mình, mà em diễn rất là tự tin, diễn rất là chuẩn với cái vai này. Chị Mỹ xin chúc mừng em nha. Xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Hồi nãy giờ là chị Thoại Mỹ đã nói với em hết rồi. Anh chị nói ngắn gọn, hôm nay em rất tỏa sáng, em hát rất tuyệt vời. Còn cái việc nhịp mẻ nó chỉ là một cái phần để cho ban giám khảo có thể xem xét lại số điểm của em. Nhưng cái bài hát vừa rồi của em, bài bốc thăm, em ca xuất sắc, anh cho em điểm cao nhất. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn giám khảo nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần đánh giá nhận xét từ nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Cảm ơn Lâm, cảm ơn Thanh Hằng. Con đã khổ công cho nên là học trò của con nó cực kỳ tuyệt vời trong diễn xuất cái vai Bùi Thị Xuân ở cái tuổi này và trong một tuần lễ tập. Đây là một cái việc làm rất là đáng kính trọng. Cô Bạch Tuyết cũng giống như mọi người, con nghe tiếng vỗ tay của khán giả, con biết rằng tối nay con đã ca thật là xuất sắc. Xuất sắc từ cái trích đoạn cho đến xuất sắc tới bài ca này. Thậm chí con ca bài Bắc rất tuyệt vời. Cho nên là không biết cộng trừ nhân chia đó của ba cái giám khảo này cái số điểm như thế nào đó. Nếu như một cái kiểu nào đó thì con cũng phải nhận rằng học tài thi mạng giống như ông bà cha mẹ mình đã từng nói. Vậy con nha, chúc con có một cái tương lai thật đẹp, thật tốt cho nghệ thuật cải lương dân tộc của Việt Nam mình. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Kính thưa quý vị, với số điểm trung bình 99,39, giải ba cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 17 đã thuộc về thí sinh có mã số bình chọn 09 Cao Thị Hồng Nhi.
Và trong số hai thí sinh còn lại, ai sẽ là người có số điểm cao hơn ạ? Chuông và vòng cổ sẽ thuộc về thí sinh nào? Chúng tôi xin mời hai bạn Dương Thị Diễm và Nguyễn Thị Ngọc Trinh sẽ cùng tiến lên phía trước và cùng nắm chặt tay nhau ạ. Và chúng ta đã có điểm trung bình của hai thí sinh này. Với số điểm trung bình 99,69 và 99,53. Thưa quý vị, thí sinh nào sẽ nhận số điểm cao hơn và xứng đáng với danh hiệu chuông vàng năm 2022? Chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh có mã số bình chọn 06 Dương Thị Diễm. Và tất nhiên chuông bạc sẽ thuộc về thí sinh có mã số bình chọn 17 Nguyễn Thị Ngọc Trinh với điểm trung bình của bạn là 99,53.